Với nhiệm vụ giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thời gian qua, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh đã có nhiều nỗ lực trong nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xác định mục tiêu nuôi dưỡng, giáo dục học sinh con em người dân tộc thiểu số của huyện là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngành chức năng, nhà trường đã làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phục vụ các hoạt động giáo dục. Hiện nay, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh là một trong những trường có cơ sở vật chất, phòng lớp học được xây dựng khang trang, hiện đại, khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Bên cạnh đó, ngoài các giờ học trong lớp, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt nội trú và các hoạt động khác, giúp học sinh có được tinh thần thoải mái sau mỗi giờ lên lớp. Cùng với đó, việc chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên cũng được nhà trường xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quyết định hiệu quả công tác giáo dục. Hiện 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Do đặc thù 100% học sinh đều ở lại trường, vì vậy ngoài công tác giảng dạy chuyên môn, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn. Nhiệm vụ này có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giảng dạy về kiến thức mà còn là người truyền lửa đam mê cho học sinh trong học tập. Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, tính trung thực, đoàn kết, có tinh thần vượt khó vươn lên, hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi cán bộ giáo viên nêu gương trong mọi lời nói, hành động, luôn khích lệ học trò nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi. Để thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thì bản thân tôi cũng như là các thầy cô giáo trong nhà trường đã cố gắng gần gũi, động viên tất cả các em để các em có thể hòa đồng và có những cái điều kiện tốt nhất để học tập. Về phía chuyên môn thì chúng tôi đã cố gắng tìm tòi để tìm ra những cái phương pháp tốt nhất giúp các em có thể bám sát được cái chương trình sách giáo khoa mới cũng như là theo kịp cái phong trào học tập tại trường. Đối với trường chúng tôi thì tất cả các em học sinh đều là những học sinh vùng sâu vùng xa, các em xa gia đình, xa bố mẹ, và các em phải xuống đây sống tự lập từ nhỏ. Do đó tất cả giáo viên chúng tôi thì coi các em như là những đứa con, không những là dạy kiến thức ở trên lớp mà còn chăm sóc nuôi dưỡng các em tại trường. Công tác tuyển chọn đầu vào luôn được trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh đặc biệt coi trọng. Với quan điểm đúng đối tượng và ưu tiên chất lượng, nhà trường xem đây là nền móng quyết định chất lượng giáo dục. Năm học 2022-2023, nhà trường có trên 250 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó có trên 230 em học sinh ở nội trú trong khu ký túc xá của trường. Mặc dù phải xa gia đình, bố mẹ trong quãng thời gian học tập, nhưng với tinh thần thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng với sự quan tâm chăm sóc, động viên của các thầy giáo, cô giáo, nên các em luôn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng trong học tập và rèn luyện. Rất may mắn cháu là một người con của dân tộc Thái, cháu được tham gia sinh hoạt và học tập tại một mái trường nội trú Lang Chánh này. Và cháu rất vui mừng khi được học tập ở đây. Khi được học tập ở đây, cháu được tham gia hoạt động học tập cùng các bạn. Chúng cháu được học tập cùng nhau ở trên lớp, được cùng nhau sinh hoạt ở ký túc xá, được các thầy cô dạy bảo và được các thầy cô chăm sóc. Khi mà học tập ở đây, chúng cháu được các thầy cô truyền dạy rất nhiều loại kiến thức khác nhau về cả đời sống và về cả kiến thức học ở trên lớp. Và bọn cháu được học ở đây còn được tham gia rất nhiều các cái hoạt động thể dục, thể thao, được rèn luyện sức khỏe. Và cháu chắc chắn rằng khi mà được học tập và tham gia rèn luyện ở mái trường này thì đây sẽ là một trong những cái cơ hội mà bọn cháu sẽ rèn luyện và sau này có thể có được những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà các thầy cô đã truyền dạy để làm một vốn sống tốt, là một vốn sống vững chắc cho tương lai ạ. Với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong top đầu của bậc học trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Kết thúc năm học 2021-2022, trường có tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi ở khối 6 là trên 60%, các khối 7, 8, 9 là gần 80%, gần 100% học sinh có hạnh kiểm xếp loại khá tốt. Tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh, nhà trường cũng có nhiều học sinh đạt giải cao. Thời điểm này, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua được nhà trường đẩy mạnh, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học trong nhà trường. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường phát động các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phong trào thi đua thầy và trò nhà trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh, xây dựng trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và tiến tới hạnh phúc. Phong trào thi đua hoa điểm 10, tổ chức các phong trào văn hóa, hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thì qua điểm lại cái kết quả của hoạt động này thì chất lượng dạy và học để tiến bộ rõ rệt, cảnh quan trường lớp thì sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện. Đặc biệt là qua cái đợt phát động phong trào này thì học sinh nhà trường biết được, ý thức được để giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất, bảo vệ môi trường, và nó có sức lan tỏa đến gia đình, đến cộng đồng. Với những thành tích đạt được, trường vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Bộ Giáo dục Đào tạo tặng khen, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương lao động hạng 3, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 2, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho nhà trường. Cùng với bề dày thành tích và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, tin tưởng rằng trong năm học này và những năm học tiếp theo, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.